Vậy các bạn thấy là ảnh của chúng ta hôm trước chúng ta có giới thiệu với các bạn là gì? Thầy giả sử thầy mở một cái file ảnh lên, như vậy với bức ảnh này chúng ta thấy chế độ màu của nó là gì các bạn? Thấy chế độ màu không? Các bạn sẽ nhìn ở trên góc này của cái bức ảnh nè. À, chế độ màu. Như vậy hôm trước mà ngay cái chỗ mà chúng ta file new đó thì chúng ta có nói đến chế độ màu, là chúng ta dùng hệ màu là RGB hay là chúng ta dùng CMYK là CMYK đó, hoặc là gray. Như vậy thì chúng ta có các chế độ màu nè, các bạn nhìn sẽ thấy nó khác biệt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là màu đang có và chúng ta chuyển qua CMYK thì hiện nay hai hệ màu. Nếu như các bạn chỉ chọn mà hiển thị để xem á, chỉ hiển thị để xem, thì đối với bức ảnh này nếu mà chúng ta thay đổi, chúng ta chọn image mode và chúng ta đổi qua CMYK, đó, các bạn thấy cái màu nó khác tí xíu. Ctrl Z nè, nó tươi nè, nó sẫm màu hơn nè, thấy khác không? Rồi, như vậy thì để tí nữa chúng ta sẽ nói là đến một cái hệ màu, còn bây giờ chúng ta thấy có sự khác biệt. Và nếu các bạn chọn mode mà gray là chuyện này ảnh gì? Rồi, ảnh trăng đèn. Ảnh này bitmap. Ảnh này ảnh gì? Cái này mới gọi là trắng đen. Chỗ nào trắng là trắng mà chỗ nào đen là đen. Chứ nó không có khái niệm là chuyển màu từ màu này sang màu khác. Chỉ có màu đen và màu trắng thôi. Như vậy ảnh này mới gọi là ảnh trắng đen. Còn cái ảnh mà lúc nãy chúng ta thấy đó, cái này gọi là ảnh xám, là nó chuyển màu từ đen hẳn sang đến trắng và nó có cái màu trung gian ở giữa nè, xám xám như thế, gọi là ảnh xám gray, được chưa? Như vậy chúng ta phân biệt giùm cho thầy ảnh trắng đen và ảnh xám. Và cái bức ảnh mà người ta cho mình ở đây, chúng ta sẽ chuyển từ hoa hồng. Đây là ảnh gốc. Rồi sau đó người ta sẽ chuyển thành ảnh trắng đen. Rồi bây giờ chúng ta phải chuyển ngược cái ảnh này lại thành ảnh màu lại. Như vậy khi các bạn chuyển màu thì nó có rất nhiều cách để chúng ta chuyển. Rất nhiều cách. Và thầy sẽ cho các bạn hai cách. Cách thứ nhất, các bạn sẽ chọn một cái màu và mình muốn cái hoa này nó trở thành màu hồng. Mình chọn một cái màu. Như vậy các bạn thấy mình chọn màu đỏ, nhưng mà khi mình ok, nó không thay đổi gì cả, nó vẫn là xám. Thì mình phải nhìn cái gì? À, nhìn ở trên mình thấy là hệ màu của nó là gray. Thì nó là ảnh xám, làm gì có màu. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Vô image mod, các bạn chọn cho thầy đổi hệ màu. Rồi, nó đã trở thành màu đỏ nè. Và chúng ta sẽ chọn cái hoa, chọn cái phần hoa. Như vậy thì các bạn có thể chọn bằng công cụ chọn, hoặc là các bạn chọn bất kỳ công cụ gì để mà chọn được cái hoa này. Như vậy giả sử thầy nhấn Ctrl lấy chuột và thầy bỏ đi cái phần cuốn hoa, thầy chỉ lấy phần cánh thôi. Rồi phần dưới này là cuốn ha. Đây tí xíu này cuốn nữa nè. Nếu các bạn làm các bạn chọn kỹ hơn. Rồi, như vậy thầy đã có được cái phần cái hoa rồi đó. Để cho nó khỏi mất cái vùng chọn này, chúng ta có thể vào select cell selection, lưu vùng chọn này lại. Và nếu chúng ta không gõ tên thì tự động nó sẽ lưu với một cái tên là alpha 1, alpha 2. Ok. Và chúng ta có vùng tròn của cái hoa. Được chưa?
Và chúng ta sẽ Ctrl G lấy cái hoa thôi, và chúng ta sẽ chọn màu đỏ. Và trong phần layer, các bạn sẽ chọn cho thầy new segment, và nó có cái gradient map, gradient map, và bạn chọn là dùng cái layer phía trước để làm clipping mask, tức là làm cái mặt nạ. Như vậy các bạn thấy là mình đã có được cái hoa, nhưng cái màu của nó là do nó bị nhiễm cái màu xanh này nè. Mình đổi cái màu xanh này đi. Đó, đổi màu xanh đi. Được chưa? Đó là bạn có được cái hoa, nhưng mà cái màu nó không tươi. Đó là một cách. Một cách khác, bạn sẽ sử dụng màu. Như vậy cái này nó tùy thuộc, nếu như các bạn thay đổi màu da cho đối tượng chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái này rất là tiện. Bây giờ một cách khác, các bạn sẽ sử dụng ngay cái layer này luôn. Và các bạn sẽ chọn vô phần image. Lúc nãy là layer nha, bây giờ là image assignment. Và các bạn chọn cho thầy cái thay đổi cái hệ màu ở đây. Và khi các bạn thay đổi hệ màu, nếu như các bạn thay đổi bình thường đó, thì bản thân cái ảnh này nó là trắng đen, nó là dàn ảnh xám, thì mình có tăng có giảm gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Cho nên các bạn sẽ nhấn Ctrl U và các bạn chọn vô đây Colorize, và bạn tăng cái màu này lên. Được chưa? Đó, bạn tăng lên cái màu của bạn, bạn có thể tăng giảm. Ok, như vậy bạn đã có được cái hoa. Còn phần cánh thì sao? Tương tự như vậy, theo các bạn thầy làm sao thầy lấy được cái phần phía dưới nhanh vậy? Không phải, đây làm lại nhé. À, tức là thầy chưa đụng gì đến cái phần lưu hết. Đây à, các bạn nhấn Ctrl và click chuột vô layer không, có phải là mình lấy được cả cái hoa không? Rồi, nếu trong trường hợp mà nhấn Ctrl mà click chuột vô layer 1, có phải là mình lấy được cái phần mà ở phía trên layer 1 là gì? Là cái này thôi nè. Nếu mình nhấn Ctrl mà click chuột vô layer 1 thì mình lấy được phần trên. Vậy cái phím gì để chúng ta lấy vùng chọn trừ vùng chọn? À, ALT. Vậy thì lúc đầu các bạn sẽ nhấn Ctrl chọn layer 1 trước, sau đó các bạn cũng nhấn Ctrl nhưng nhấn thêm phím ALT vô để cho nó trừ, thì các bạn thấy ngay góc nè, nó có biểu tượng trừ, thấy không? Ngay chỗ layer 1 á, chỗ cái hoa hồng á. Rồi các bạn click chuột vô thì nó lấy cái vùng mới trừ cái vùng cũ đi, thì nó còn lại cái còn lại. Và bây giờ các bạn chỉ cần Ctrl G nhân đôi cái cú hoa lên, Ctrl U và đổi màu. Chúng ta chọn cho nó là màu màu xanh. Ok. Được không? Hình như cũng không khó lắm. Khó không? Chỉ có Ctrl U thôi, không có làm gì nhiều hết. Và bây giờ cái màu ở phía sau, cái màu này các bạn có thấy giống hôm trước với cái bài nào không? À, bài có cái phao. Vậy bây giờ mình sẽ làm sao đây? Thêm một layer mới, tô màu gradient, đây chỉnh nó và chọn kiểu tô là kiểu thứ hai và kéo ra, kéo rộng ra tí. Được chưa? Đấy, như vậy là mình đã xong cái bài này rồi. Được chưa nào? Rồi.